gian luôn có số. Phú quý là do trời, trải qua nhiều lần gặp biến cố. Bất công ở trên đời, ta vẫn ung dung tự tại. Dù nói không nên lời, trước những thăng trầm cuộc sống không biết nên khóc hay nên cười. Công lý ngày càng biến chất, đồng tiền và quyền lực, công bằng ngày càng biến mất. Giữ uy danh và sự thật, mọi người tranh giành miếng đất bằng mưu kế và kiến thức. Những kẻ tức thời là trang tân kỳ chỉ chờ thăng quan và tiến chức. Hai mặt lực đạo ta vẫn cô độc, chấp nhận đi sửa và lằn ranh. Im lặng là lực bất thăng bằng, một khi đã đi thì không được lùi, phải đẩy tiến độ ngày càng nhanh. Quyết tâm trở thành bậc đàn anh, vượt giao những từ qua cầu lúc bán thiện ác phân tranh trong xã đoàn. Bao năm chờ đợi thời cơ duy nhất trước khi hồ sơ kia ngã vàng. Tất cả anh nhìn đủ về phía cái ngai vàng vua vẫn đang ngồi, và những cái tưởng mình làm thợ săn hóa ra lại chính là con mồi. Những chị sư tên bông thể đứng thân đồng mã không được lui. Nhiệm vụ bí mật không đợi bị lực, đó là sự thật không bị mất. Một khi đã ngã phải đứng dậy vì đời vốn dĩ không được vui. Trong bàn cờ phải dùng mưu trí và dùng quyền lực, kể cả chi thức bao lần bị dồn vào đường cùng. Không ai cho ta một lối thoát, lần cuối ta phải công lý trước mặt quay lưng ta đi một lối khác. Sai lầm đi theo ta từng bước, bắt ta phải chạy cho thật nhanh. Không lại bao lần đi nữa vẫn nhớ cái tên bị lông là bực dằn. Mắc kẹt trong sự phân tranh giữa lằn ranh cái thiện và ác. Hành động đối lập suy nghĩ, kể cả lời nói trên miệng là khác. Đôi lúc chỉ muốn buông lời và tìm đến vị đắng là men. Ngày càng lún sâu vào trong cuộc chơi, hòa quyện lẫn lộn giữa trắng và đen. Dẫu biết rằng sai nhưng vẫn đi tiếp, vì chẳng có hướng đâu là đường lui. Phải thận trọng trong từng chi tiết, dù là có lúc mình đang cười vui. Chẳng thể biết trước được tương lai, câu chuyện quá khứ phải nhanh chóng quên. Không thể nhìn thấy được ánh sáng, cũng không thể chìm trong bóng đêm. Ta nên đặt mình vào nơi nào đây, bên trong vòng vây. Khi bản thân và quyền quyết định không còn giữ được bằng đôi bàn tay. Đồng tiền và cả quyền lực là công cụ làm việc thối tha. Khi sự thật bản chất công lý chỉ là vỏ bọc cho sự dối trá. Và có phải chăng con đường mình chọn là ngay từ đầu đã sai? Làm kẻ bất nhân hay công lý, ta không thể chọn cả hai. Vẫn luôn cô độc trong sự nguy hiểm, dù chẳng biết là thành hay bại. Như con chốt khi đã sang xong, chẳng có đường nào để quay lại. Như chị sư tên bông thể đứng thân độc mã không được lui. Nhưng một bí mật không đợi bị lực, đó là sự thật không bị mất. Một khi đã ngã phải đứng dậy vì đời vốn dĩ không được vui. Trong bàn cờ phải dùng mưu trí và dùng quyền lực, kể cả chi thức bao lần bị dồn vào đường cùng. Không ai cho ta một lối thoát, lần cuối ta phải công lý trước mặt quay lưng ta đi một lối khác.